Soi kèo bóng đá hôm nay giữa Tottenham với Manchester United diễn ra vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 20 tháng 6 tại sân Tottenham Hotspur Stadium, Premier League 2019-2020. Đội bóng của huấn luyện viên Mourinho đã chính thức nói lời chia tay Champions League mùa này, khi ở vòng đấu vừa qua Tottenham đã để thua muối mặt đến 3 bàn không gỡ trong lần đến làm khách trước Red Bull Leipzig. Một kết quả khiến cho người hâm mộ của họ đầy thất vọng, khi đại diện của Bundesliga được đánh giá thấp hơn khá nhiều về mọi mặt, từ những cầu thủ cho đến huấn luyện viên giàu kinh nghiệm như người đặc biệt. Trước đó, tại vòng 29 Premier League, gà trống thành London cũng chẳng gặt hái được kết quả tốt đẹp hơn là bao, khi để cho Burnley cầm hòa với tỷ số 1 đều, trong lần đến làm khách trên sân nhà đối thủ. Với trận hòa này, thì Tottenham vẫn đang dẫm chân ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 41 điểm, hiện đang kém nhóm được tham dự đấu trường châu lục mùa sau đang là 4 điểm. Đến với trận đấu sớm vòng 30, Tottenham sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Manchester United đến làm khách. Dẫu cho đang có điểm tựa vững chắc đến từ sân nhà, nhưng người hâm mộ của gà trống thành London vẫn có lý do để lo lắng. Khi tính đến thời điểm này, thì đội bóng của huấn luyện viên Mourinho đã trải qua 6 trận đấu liên tiếp trên mọi mặt trận, vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì, khi chỉ có một trận hòa và để thua đến 5 trận. Đó là chưa kể trong 3 lần được chơi trên sân nhà gần nhất, thì kết quả mà họ có được cũng chỉ toàn là thất bại ê chề. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất với Quỷ Đỏ thành Manchester, Tottenham chỉ mới có đúng một chiến thắng duy nhất, còn lại đã để thua đến 4 trận. Phía bên kia chiến tuyến, với việc chỉ phải đến làm khách trước một đội bóng vô danh như Lát, tại trận đấu lượt đi vòng 1/8 Europa League, thì Manchester United đã không ngần ngại sang bằng Linzer Stadium bằng chiến thắng với tỷ số 5-0 ra về. Với kết quả này, thì gần như đội bóng của huấn luyện viên Solskjaer đã cầm chắc chiếc đến thẳng vào tứ kết. Trước đó tại Premier League, Quỷ Đỏ thành Manchester đã chứng minh cho giới mộ điệu thấy, ở thời điểm này thì thành Manchester chỉ tồn tại một màu đỏ duy nhất, khi có được chiến thắng chóng vánh trước nhà đương kim vô địch Man City với tỷ số 2-0. Với 3 điểm vừa có được thì lúc này, họ đã vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 45 điểm, hiện vẫn đang kém nhóm được tham dự Champions League mùa sau bằng điểm một trận thắng. Trở lại với chuyến hành quân lần này đến thành London, hành trang mà đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer đang mang theo bên mình là chuỗi 11 trận liên tiếp bất bại trên mọi mặt trận, trong đó có đến 8 chiến thắng và 3 trận hòa. Người hâm mộ của Manchester United sẽ càng yên tâm nhiều hơn, khi ở thời điểm này thì Quỷ Đỏ không quá e ngại việc phải thi đấu xa nhà. Cụ thể trong 7 trận sân khách gần nhất, họ vẫn đang bất bại cả 7 trận ra về, trong đó chỉ có 2 trận hòa và có đến 5 chiến thắng. Rõ ràng với phong độ đang rất thăng hoa như hiện nay, cũng như các cầu thủ chủ lực đã hết chấn thương sau kỳ nghỉ dài vì đại dịch Covid-19, thì chỉ cần Manchester United thi đấu đúng với thực lực của mình, thì một chiến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Dự đoán kết quả Tottenham với Manchester United. Dự đoán tỷ số 1-2. Chọn kèo châu Á, Manchester United đồng banh. Chọn kèo tài xỉu, tài 2.5. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.